Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ xin tiếp tục điểm lại các công trình phòng diệt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, vì lý do công trình chưa hoàn thành theo tiến độ, cho nên việc tổ chức buổi lễ hoàn thành phát đồ điều trị ung thư cho các bệnh nhân sẽ tổ chức tại phòng khám cũ. Tuy nhiên, cũng trong niềm vui chung đã hoàn thành công trình phục dựng phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy bắt đầu trang sử mới trong công cuộc cứu người bằng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư trên tinh thần yêu thương cho không của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, đồng thời thực hiện phương châm hành động ăn cây cỏ mang hạt giống, ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Xin cha và con và thánh thần, lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng với cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sẽ chưa cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đời hạnh phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con cậy vì dân Chúa nhân từ, xin cầu cho linh hồn cha Phêrô và các đặng linh hồn được lên xuống nghỉ ngơi, hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Vì danh cha và con và thánh thần. Kính thưa quý ông bà, cô dì, anh chị và các bạn. Một năm mới lại bắt đầu. Nhìn lại khoảng thời gian qua, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy cũng xảy ra nhiều biến cố. Tuy nhiên, nhờ đức tin của Chúa, nhờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường phù hộ mà các thầy xử lý giải quyết những công việc rất thuận lợi. Vì đó là những việc làm đầy ý nghĩa, đầy lòng bác ái, nhân văn, thể hiện ý chí sắt đá bền bỉ của các thầy, làm cho mọi người gửi trọn niềm tin, gửi trọn tính mạng để có cơ hội cứu sống lại một lần nữa. Niềm tin đã thực sự có kết quả, minh chứng từ các bệnh nhân hoàn thành phác đồ điều trị, để thứ bảy này sẽ tổ chức lễ hoàn thành phác đồ điều trị và ra viện. Sau một thời gian được các thầy hỗ trợ điều trị ung thư và so sánh chỉ số ung thư với kết quả ban đầu giảm đáng kể, đều âm tính với ung thư. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ đã được tiếp xúc với các bệnh nhân và xin chúc mừng các bệnh nhân đã khỏi bệnh. Từng bệnh nhân khỏi bệnh, các thầy, nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân và cộng đồng mạng đều vui mừng khôn xiết, đồng thời báo công lên cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Kính chào truyền thông Thành Võ. Chị là bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hương, có mã số 652, đến từ Ca Vũ, đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Thưa chị, thì chị cho biết là tại sao chị biết ở đây mà chị đến đây? Đối với bản thân chị thì chị thường theo dõi cha từ 2018 đến giờ. Nhưng mà chẳng may là tới lúc mà về tháng 8, tháng 9 là chị phát hiện, đi bệnh viện, đi tổng quát thì phát hiện là chị bị bệnh Ca Vũ đó. Thì chị quyết tâm là xuống dưới đây. Mà chị chưa có điều trị ở bên Tây Y. Vậy thì chị đến đây bao lâu và đến thời điểm này cái bệnh của chị như thế nào? Chị đến đây là từ mùng 6 tháng 10 cho đến nay là chị cũng đã được 3 tháng 12 ngày rồi. Còn cái trị bệnh ở đây nó hay sao chị? Thời gian chị trị bệnh ở đây là được 2 tháng đó. Thì thầy có cho chị đi xét nghiệm. Thì cái chỉ số máu của chị nó xuống còn có 7.2 thôi. Và khối u của chị nó giảm. Và cho tới thời điểm là chị được 3 tháng thì lại đi xét nghiệm một lần nữa. Thì khối u của chị là chỉ còn từ 50 xuống 22. Và máu của chị đã trở về âm tính. Và thời gian được 2 tháng, hơn 2 tháng là chị đã cảm thấy khối u là không còn đau. Chị đã hoàn thành phác đồ và thầy đã cho chị ra viện vào ngày mai. Trong lòng chị thấy sao?
Chị rất vui mừng khi mà tất cả mọi người được đến đây là một niềm hạnh phúc cho họ. Kể cả chị là và những người bệnh nhân ra viện vào ngày mai và những người còn bệnh nhân đang là tiếp tục điều trị ở đây là hãy nghe, hãy giữ đúng phác đồ và nghe lời chỉ dẫn của quý thầy thì sẽ thành công cao trong việc điều trị. Và gần đây chị cũng cảm thấy là ở nơi đây á, làm cho chị rất là thoải mái. Chị trong thời gian điều trị ở đây chị cảm nhận như là chị đi du lịch. Chị cảm thấy ở đây là một cái miền đất nó rất là tự nhiên. Rau cũng tự nhiên, mọi thứ là tự nhiên và người dân ở đây họ cũng tự nhiên như vậy đó. Chị cảm thấy rất thích. Có nghĩa là chị cảm thấy họ vui lắm. Trong thời gian điều trị ở đây chị không có suy nghĩ gì về ở gia đình. Và cứ xuống dưới đây, từ thời gian xuống đây cho tới thời gian mà được ra viện đó là chị chưa có về gia đình lần nào. Chị quyết tâm. Trong khi mà bệnh tật á, khi mà thời gian chị được một tháng á, thì khối u chị rất là đau. Nó rất là đau nhưng mà khi mà được đến phòng khám mỗi ngày á, chị nhìn thấy cái sự nhiệt tình của quý thầy. Đặc biệt là hai thầy điều trị cho chị là thầy Thanh và thầy Quý á, rất là ân cần và nhiệt tình y như người cha cố của mình đó. Cho nên là chị rất vui để chị vượt qua được bệnh tật. Và sau này á, mà chị có về tới quê hương của chị á, chị sẽ chia sẻ tất cả cái từ cái phác đồ của cha, cháo lao lô và thảo dược. Nó có hiệu ứng cao như thế nào đối với một người bệnh nhân ung thư. Và cái cách điều trị của quý thầy ở đây á, chị rất hài lòng. Chị sẽ chia sẻ cho những người mà chưa biết đến nơi này á, chị sẽ chia sẻ bằng cả tấm lòng của chị. Và chị cũng sẽ hứa là khi mà về gia đình rồi á, chị sẽ ăn đúng phác đồ này cho tới khi nào mà u của chị nó hoàn toàn mà không còn nữa thì chị sẽ ăn cơm. Còn bây giờ chị khi về gia đình chị vẫn như vậy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy vẫn quyết tâm thực hiện như lời cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy trước lúc người về với Chúa. Cha nói rằng các thầy đã thật sự rất giỏi trong lĩnh vực hỗ trợ điều trị ung thư. Vì thế cha rất an tâm giao lại công trình nghiên cứu khoa học của cha cho các thầy tiếp tục nhận bệnh nhân mới, tiếp tục công việc hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp y học cổ truyền, áp dụng công nghệ ăn cháo nano, uống thảo dược nano, giữ gìn các phác đồ của cha, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân đắp thuốc, xoa bóp bấm huyệt, chăm cứu, cấp nước kiềm, gạo, thở mộc miễn phí. Truyền thông Thành Võ cũng xin tiết lộ rằng còn hai việc nữa mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường chưa thực hiện được cho phòng khám, đó là xây dựng nhà thuốc Tây và cửa hàng không đồng trên tinh thần yêu thương cho không. Truyền thông Thành Võ cũng đại diện các thầy tha thiết kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Bằng phương châm yêu thương cho không của cha Pedro Nguyễn Văn Tường để lại, mà thương cho những bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo, gia đình khó khăn trong cuộc sống, đồng thời cũng là giúp các thầy tại phòng khám, hơn nữa trong việc cứu người. Đó là một việc làm cần thiết sau khi phòng khám Cha Tường yêu thương cho không đi vào hoạt động vào sau Tết Nguyên Đán năm 2024. Sau khi mà sang bằng cái phòng khám cũ, vậy thì được biết là 6 giờ sáng ngày hôm đó là chú với anh Giang là vô nhà cô Hạnh. Thì cái động lực nào mà để chú đến nhà cô Hạnh sớm như thế vậy chú? Thì tối đêm đó tôi, vợ chồng nó cũng không có ngủ được, là tại vì có nghe nói là cái phòng khám của bên Cha Tường đó là bị phá dỡ, thì thấy cũng hơi bức xúc. Mình hồi sáng sớm thì có tới là gặp cô Hạnh với lại anh Giang, thì nói cái phần đó thì để nếu mà người ta phá dỡ, người ta sang bằng đem xe cuốc lại người ta đó phá nó, lúc đó thì người ta phá cũng hơn phân nửa rồi, mà tôi không hiểu là thế nào mà người ta cho xe cuốc đi đó, thì tôi thấy cũng hơi bức xúc.
Thành ra đó là nói tôi có nói gặp với anh Giang làm nước đây nè, thì nói thôi bây giờ cái phần đó đó thì để cho tôi hỗ trợ là phần cát đá xi măng gạch này kia nọ để khôi phục lại y cũ của theo ý của mấy cô mấy thầy ở đây. Chứ mình thấy cũng hơi bức xúc, bởi vì cái này là yêu thương và cho không mà cũng không ai gì cái tư lợi nào hết. Thành ra là vợ chồng tôi cùng cộng tác chung với anh Giang lại là để hỗ trợ góp phần góp công góp của để khôi phục lại phòng khám mới để cho các bệnh nhân. Bởi vì ở đây là yêu thương và cho không mà để một thời gian trải qua thời gian dài lâu quá thì cái bệnh nó trở nặng, thì bệnh người ta trở nặng đi, thành ra là vợ chồng tôi dạy lại anh Giang á, là trở tay kịp để cứu chữa những người này cho các cô các thầy có nơi để cứu chữa các bệnh nhân cho nó kịp thời, hồng để cứu sống các bệnh nhân những căn bệnh thế kỷ này. Thưa chú, vậy thì hiện tại thì phòng khám đã nói chung là cũng có phần góp công của chú với anh Giang và một số mạnh thường quân khác, thì đến thời điểm này chú thấy công trình là như thế nào chú? Cái công trình hôm nay đó là tôi mỗi ngày cũng chở bệnh nhân lại tới đây, nhưng mà những cái căn nhà ở đây bây giờ là thấy cũng được 70%, hơn 70% rồi, giả lại 1-2 tuần là đều có các bệnh nhân trị khỏi, là các cô các thầy luôn luôn tổ chức lễ các bệnh nhân, là hoàn thành các phát đồ trị bệnh nhân và hết và để chuẩn bị về vui với gia đình. Dạ, xin cảm ơn chú. Sau khi phòng khám cũ bị phá dỡ thì được biết là chỗ chú Thuận với anh sáng ngày chạy tới cô Hạnh, cái động lực nào mà anh chạy tới đó để làm gì? Thì coi như lúc đó là tôi thấy nha, thấy đập bỏ phòng khám vừa xong thì tôi thấy rất là đau xót, cho nên tôi mới gọi anh Thuận lên để bàn với chị Hạnh, coi như là anh Thuận là mạnh thường quân cho vật tư gạch để xây phòng khám lại, còn tôi thì thấy hoàn cảnh khó khăn cho nên tôi mới hỗ trợ về nước để cho xây dựng lại để tiếp tục chữa bệnh với bệnh nhân. Lúc đó cái bệnh nhân đang sắp bất sang mang hết rồi, không có biết hoang mang, không biết là để chữa bệnh, bệnh thì nằm ở đó rồi, cho nên là tụi tôi mới động viên tinh thần rồi hỗ trợ, rồi nhờ các mạnh thường quân ở gần xa gom góp về đó là phụ với mấy thầy là để chữa bệnh bệnh nhân. Thì nếu mà lúc đó không có tôi và anh Thuận thì chắc cũng có thể phòng khám cũng gặp khó khăn lắm, có thể chưa xây dựng lại được, cho nên đó là chúng tôi mới bắt tay nhau để hỗ trợ. Thì qua những ngày mà xây dựng ở đây tới thời điểm này công trình sắp hoàn thành này, theo cái bản thân anh đó là thấy như thế nào? Coi như là tới lúc này là tôi thấy rất là vui mừng, coi như là phòng khám sắp chuẩn bị sắp xong rồi, các bệnh nhân cũng gần xa về đây cũng rất là đông rồi, hai nữa những cái bệnh là sắp đây là ngày thứ bảy là xuất viện ra cho 17 ca nữa, cho nên tôi rất là vui mừng và sung sướng, cũng cảm ơn các động lực của mấy thầy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành cùng chính quyền địa phương trong thời gian đã qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy vượt qua khó khăn. Các thầy xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp phục dựng lại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Để công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy thêm khang trang và bền lâu, truyền thông Thành Võ kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho phòng khám để chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà Cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa đối với
bệnh nhân ung thư. Năm cũ cũng đã dần bước qua, năm mới cũng sắp bắt đầu. Truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy kính chúc nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, đầm ấm, ngập tràn niềm vui, cuộc sống mới thành đạt hơn. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pero Nguyễn Văn Tường thật sự hết bệnh để về với gia đình, người thân. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trân trọng kính chào. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn, nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.